Nếu Slenderman cùng vợ thì cầu cá trong Play Together. Cuối cùng mình cũng đã đến nhà chồng của mình rồi. Hồi sáng thì nói qua rước mình đi chơi, mà cuối cùng không thấy đâu hết á. Ủa, mà sao nhà chồng mình không có ai hết vậy? Chắc đi đâu hết à? Ủa, sao mình nghe có tiếng ngáy ta? Ngáy như con heo vậy. Mình nghe tiếng ngáy gần đâu đây nè. Chẳng lẽ chồng mình nuôi heo ta? Để mình xuống mình xem thử. Chồng mình kìa. Thì ra chồng mình ngủ dưới này. Ngủ như con heo vậy. Mà ngáy còn hơn con heo nữa. Chồng mình thích ngủ nướng đúng không? Mình sẽ làm cho chồng mình không thích ngủ nướng nữa. Anh ơi, dậy đi, động đất kìa. Động đất hả? Sao ướt nhẹp vậy nè? Hả? Chẳng lẽ nào mình dám đại hả ta? Ủa, đâu phải, mình đang ở dưới hồ nè. Ủa, mình đang ngủ ở dưới tầng hầm mà sao tự nhiên dưới hồ? Ủa, sao cái giường của mình nằm ở trên kia vậy nè? Ủa, có ai ở trên kia đang đứng nhảy kìa. Ơi, ăn chậm hả? Em nè. Ủa, em nào? Em nè. Ủa, vợ nè. Ủa, đúng rồi kìa, vợ SDM 3D. Sao cái giường của anh lại nằm dưới trên này? Rõ ràng cái giường này nó nằm ở dưới tầng hầm mà. Ủa, tại vì em đem ra đây đúng không? Tại vì em thấy anh á phái ngủ mà không tắm nữa. Nên em cho anh vừa ngủ xong vậy anh tắm luôn. Trời ơi, sáng sớm bị vợ mình cho anh được tức thiệt chứ. Sao tự nhiên cho anh? Cười. Cái thì cái giờ người ướt nhẹp luôn rồi nè. Mà hên, tưởng là mình dám đài chứ dám đại còn quê hơn nữa. Thôi đi xuống đây đi. Thôi, bây giờ cái giường của anh là lát em trả gì cũ cho anh đó. Đem ra đây cho đã, nghĩ sao đây. Ủa, làm hết hồn. Ngủ chi? Không phải khoái ngủ đâu, mà tại vì anh mệt quá anh ngủ rồi. Anh mới vừa hết bí phèo rồi, ngủ ra đây cho thằng bí phèo luôn. Mệt quá, giờ giảm cân thành công mà bí phèo gì nữa. Mà qua đây có gì không? Thì em qua đây rủ anh đi chơi. Mà anh ơi. Hả? Cho em hỏi sau lưng anh là gì vậy? Sau lưng anh? À, cái chỗ này hả? Trời ơi em ơi, cái chỗ này á anh mua á là để dành riêng cho hai tụi mình á. Lên đây cho em coi nè. Đó. Bây giờ là quán chú chí lẽ có điều nhảy cha 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 Canada. Ô la la Argentina. À thì ra là anh mua để cho tụi mình nhảy hả? Thực ra là anh cho anh em đó chứ không phải chỗ này để nhảy đâu. Ây da, sao đánh người ta? Cho anh em. Ủa? Sao mình nghe có cái mùi gì thâm thẩm đâu đây? Ủa thâm thẩm đâu? Anh nghe gì đâu? Trời ơi, có mùi kìa. Đâu? À, trời ơi, người mình bắt mùi hồi nào vậy? Trời ơi. Đi tắm đi. Ừ, để anh tới đi tắm. Trời ơi, quê vậy chứ. Đứng kế vợ mình mà sao người nó thâm thẩm làm vợ mình nói quê vậy cơ. Thiệt tình luôn á. Em đi xuống ngay anh cho em coi cái này nè. Thế nào em cũng gọi là bất ngờ luôn. Nhìn nè. Nhìn vô chỗ này nè, cho em coi nè nha. Chuẩn bị nè. Quá châu chi ta đa. Wow, thật sự rất đẹp luôn đúng không em? Tuyệt vời đúng không? Nhìn chỗ này sao? Chiếc siêu xe mà bữa tuần trước anh mua để tặng em đó. Hôm nay anh mua cái chỗ này để trưng lên để cho mọi người thấy á, em thấy thì sao? À, quá đẹp luôn đúng không? Rồi bây giờ mà hôm nay qua đây làm gì, rủ đi chơi thôi vậy hả? Hôm nay em định qua đây rủ anh đi thi câu cá, xem ai là người giỏi nhất. À, dám thách thức mình câu cá kìa các bạn à. Bộ em chưa thấy những tác phẩm mà anh câu được hay sao? Điển hình như con cá rồng mã vàng 94 đằng kia. VIP nhất thế giới, hiếm nhất thế giới. Ý thôi vậy. Trời. Anh đừng có xạo. Ba nói với em rồi. Xạo vậy? Con cá là cá ghẻ. Cái cá ghẻ? Cá là mã vàng đàng hoàng. Khoan á, còn cho em coi con cá nó có vương miệng nữa kìa. Vương miệng nữa hả? Anh không có rồi, đặt đúng là thánh nổ. Nổ gì mệt quá, cứ kêu người ta thánh nổ. Rõ ràng là em thấy không có ai có con cá này đâu. Mệt ghê, thôi mà bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ muốn thách thức anh câu cá solo vậy. Đúng không? Đúng. Rồi, được rồi, bây giờ để anh lấy chiếc siêu xe này chở em đi thi câu cá. Rồi ha, hôm nay dám thách thức mình đi thi câu cá nữa các bạn. Để lấy chiếc siêu xe này ra chở vợ mình đi câu cá nè. Được rồi, hãy đợi đấy. Anh sẽ cho em thấy ai là người gọi là dân chơi biển khơi ngày hôm nay. Bây giờ em muốn câu cá ở đâu, anh sẽ phi châu tới đó. Lộn, anh sẽ gọi là chở em tới đó. Đó, bây giờ em muốn tới đâu? Em cũng chưa biết nữa, mà ôi, giờ này cá nào hiếm. Chị kỳ vậy, rủ con cá mà không biết câu đâu á hả? Thì bây giờ, à quên nữa, đúng rồi, quên. Vợ mình cũng mới chơi nên là cũng chưa có biết giờ dắt như thế nào đây. Anh cho em coi cái danh sách những con cá VIP, cá hiếm ở trong đây. Đây là những thời gian và địa điểm để em có thể câu được. Đó, giờ em muốn câu ở đâu em cứ coi đi. Rồi sau đó hả, anh sẽ chở em tới cắm trại hả? Thôi được rồi, bây giờ á anh sẽ chỗ tài cái này cho em coi. Win, cái gì vậy?
Ôi, được rồi, được rồi, ghê chưa, thấy mình go, điếp xe go nè, điếp mà. Rồi thôi, bây giờ là tới cắm trại đúng không? Let's go. Đây là cắm trại, anh từng đưa em tới đây đúng không? Đúng. Đó, bây giờ em muốn câu cá hiếm chứ gì. Khung giờ câu cá gọi là ở cắm trại này là 55 và 05. Đó, thì bây giờ tới chỗ này, thác nước là chỗ câu cá hiếm. Rồi bây giờ quan trọng là mình câu cá bằng cái cần gì nè, em quyết định đi. Cần gỗ đi. Gỗ hả? À, solo cần gỗ à. Được, chơi luôn, dân chơi biển khơi là phải câu cần gỗ. Rồi, bây giờ em câu đi. Rồi, anh cũng chuẩn bị câu. Rồi, bây giờ tụi mình câu nha. Nhưng mà trước tiên á, thì mình sẽ cho các bạn coi là số lượng cá của mình là hiện tại là cá ngọt. Đó, để tí nữa mình câu được con cá VIP gì mình sẽ cho các bạn coi nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi, đấy. Ai mà câu cá VIP thì sẽ biết nha. Đấy, bây giờ là thời gian nói chung là nó cũng gần tới rồi. Nói chung là câu trước thử một con coi là ai hơn ai nè. Nè, giữ nè, nhìn nè, anh lên cá rồi nè. Để anh coi coi con cá nào ngon hơn con nào. Được rồi, để xem coi. Đó. Ấy, lên, lên cho anh, lên, 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 lên. À, này, ủa, em được câu được con cá gì mà em cười anh đâu. Em thử cầm cá lên. À, chưa câu hả, được rồi. Ui, con cá này nhìn sao nó cùi dữ vậy trời. Ui, à. Anh là con cá ngọt, em nhiêu tiền? Anh 20 tiền. Em có 17 tiền à. Ý, gì mà bà cười người ta. Ý, liu 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 liu. Dám cười em hả? Chơi, chơi người ta thi đấu người ta cười không cho hả? Cái đó là không được, làm cho đối thủ tức. À, không được làm cho đối thủ tức vậy. Mà đừng nói đàng hoàng, đừng đánh nha. Rồi, tiếp tục vô. Ai sẽ là người câu cá VIP đây? Mong là mình lên con cá VIP cho vợ mình gọi là run sợ coi. Người ta cười người ta. À, cười người ta. Vậy là nói chung là mấy con cá này á thì mình câu, nói chung là các bạn cũng thấy rồi, mình câu được cá ngọt thì quá đơn giản rồi. Go, tiếp tục để xem coi lần này là con cá nào ta. Ui bên kia câu cá gì đây? Vô nè, chuẩn bị nè, cá VIP nè. Ui, cá bự vậy? Lên 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 lên. Cá gì đây? Em câu con cá gì? Chép. Nhiêu tiền? 20 tiền. Ê, anh cá chim tinh 29 tiền nè. Lại hơn ấy chưa. Sao mà câu bằng anh được. Đừng có câu. Cá chim tinh lên cá sấu mình dài nè. Ghê ghê, mới vô chơi mà tự tin câu cá hiếm à. Được, để xem coi như thế nào. Nói chung là cứ câu đi, được con gì không quan trọng. Quan trọng là lát tính tiền ra. Ai cá xịn hơn kìa, em câu được con cá ngọt đúng không? Nhìn là biết rồi. Lên nè, lên nè, chuẩn bị nè. Đấy. Lên 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 lên. Cá chép, trời ơi, sao ra cái con cá này trời. Rồi chiên xù luôn. Lát tức quá đem về chiên xù luôn. Nếu mà cứ câu được cá chép liên tục đi, anh tức là anh chiên xù nó luôn á, không đem bán đâu. Rồi, tiếp tục. Ấy thì nói chung là bây giờ là thi câu cần câu gỗ là mình thấy hợp lý nhất. Nói chung là hai người phải. Sao em rồi em ơi. Em nhìn cái gì đây nè, anh có một con cá quẩy đuôi rất là ghê luôn nè. Coi nè. Ê, đừng có đụng người ta, đừng có đụng người ta. Lên, 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 lên. Đứng vậy ôi. Đừng có cười người ta. Tức, nó tức cái lồng ngực. Nguyên con cá nó quẩy đuôi là chắc chắn là một là mõm dài, hai là hải tượng rồi. Xem tí là có cơ hội. Ờ, liêu liêu đi, liêu liêu đi rồi sẽ thấy. Rồi, tiếp tục cá bự rồi nè. Ôi, nhân phẩm mình tốt quá. Y cá ngọt cùi bắp. Lên nè, lên nè, lên 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 lên. Ồ, đứt dây luôn. Cá cừ. Cái gì vậy? Là cá nhỏ nhưng mà ta có vợ. Ừ, mà đúng rồi. Vợ mình câu được cá nhỏ là cũng được có tiền rồi. Còn mình đứt dây là không có tiền luôn á. Thôi, không được, cái này là câu tính tiền chứ không phải là bây giờ là ra tính tiền coi là bán được bao nhiêu tiền với số lượng cá này. Ấy, bây giờ nó khá căng các bạn ơi. Em ơi, em ơi. Hôm nay anh đúng là ngày của anh rồi. Đúng là ngày của Landerman rồi. Trời ơi, lên 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 nha. Ui, tập trung 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 đi, đừng có thừa. Ui ui, hết hồn, xem tới bấm hụt rồi. Cái này bấm hụt đau lắm á, hai con rồi đó. Lên nè, lên lên, đừng có hụt, đừng lên 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 lên. Yes, trời ơi, liu liu liu. Em thấy con gì chưa, đây chính là con cá sấu mõm dài trong đây, hiếm nhất đó nha. Ngộ gơi hai dưới miệng luôn. Đừng có nổ. Trời, các bạn ơi, mình thật sự cần gỗ mà mình làm vậy ai câu lại nữa trời. Chắc mình nghỉ quá. Thôi em nhận thua cho rồi đi. À, không chịu nhận thua gì. Tức là gáy. Gáy vậy. Con mà bị đặt nổ. Trời, không được cái tức cười. Được rồi, anh không có gáy đâu. Không nhận. Tính ra hồi nãy là anh được mấy con ta? Ba con luôn đó giỡn hả? Hai hả? Ủa phải không ta? Lúc đầu anh được con. Ừ, lúc sau. Ờ đúng rồi ha. Ừ, sao mà anh nhân phẩm quá đi rồi. Nổ quá. Nổ gì, tôi câu được. Lên nè, lên nè. Nổ gì lên, nhìn nè, nhìn nè. Đó, trời ơi, sao ra con cá ngọt nữa trời.
Trời ơi, ai được nhiều tiền hơn ai? Đúng rồi, biết. Trời ơi, mình tự tin với con cá gọi là sáu mõm dài này rồi, chắc chắn là tiền hơi bị nhiều. Tiền rất là nhiều. Chỗ này nói chung là chắc chắn em thua anh rồi, anh câu được con cá cỡ đó mà. Hồi nãy mình gáy chi không biết nữa. Bình thường mình gáy là mình không có ra nữa đâu. Được con cá sấu mõm dài đặt gáy. Bên mình cái mình là mình phải không được gáy, tại vì mỗi lần mình gáy là cá nó không có ra nữa. Mình bị bao nhiêu lần rồi mình biết. Ôi trời ơi, chẳng lẽ nào hôm nay là ngày của anh thì sao em? Nè trời ơi. tập trung đi. Trời ơi, cái gì vậy trời, không thể tin được. Ôi trời ơi, xem tới bấm hụt rồi em ơi. Anh rung quá. Gọi nó gáy rồi. Ôi trời. Trời ơi, con tim tôi đau quá man. Con thứ ba rồi đó, các bạn thấy đỉnh cao của cần gỗ chưa? Văn chơi biển khơi mà cầm cần gỗ thì cũng câu cá như thường thôi. Anh ơi, bự nè. Đâu? Trời nè, câu cấp bự ra. Đâu, để con coi, để anh coi. Tập trung đừng làm em mất phân tâm nha. Tập trung nha. Tập trung đi. Cố lên. Cố lên nào, để xem coi. Wow. Đừng có nói lên 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 nhau. Thấy chưa? Đừng có cười người ta. Cá sấu mõm dài luôn. Đúng là hả, ngang tài ngang sức các bạn ơi. Trời ơi. Why? Mình nữ là mình chắc chắn nắm phần thắng trong tay rồi chứ. Đúng là cần gỗ huyền thoại luôn các bạn à. Rồi bây giờ là mình đổi địa điểm nha. Trời bắt đầu sáng rồi các bạn ơi, không có cá nữa đâu. Rồi bây giờ em lựa đi danh sách này, em chọn con cá nào là anh chở em tới đó luôn á. Đấy, lựa trong danh sách đi. Trời ơi. Giờ là 15, 17, em thấy có con gì hồng hồng anh thích kìa. Trời, cá hồng hồng, con này khó câu lắm. Em câu luôn hả? Câu luôn. Trời rồi được, con này chỉ 2 phút thôi. Trời ơi, mà ngồi xuống em ơi, em ngồi xuống, em đứng vậy nguy hiểm quá. Giờ mình đứng luôn nè các bạn ơi, em nhìn nè, em đứng luôn nè. Trời ơi, đi xe mà đứng luôn. Rồi, nhưng mà đứng luôn rồi. Tới cái hôm nào. Đấy, đi trên con siêu xe. Đấy. Đấy, ui, win, ghê chưa? Sống mặt chưa? Nè, win, ghê chưa? Cầm gỗ mà khoe hoài. Rồi, vô. Ăn tới giờ câu nó mới hợp lý em ơi. Đợi anh tí đi, mình câu thêm một con nữa rồi mình đợi anh tí đi. Mình phải cố gắng để mình câu được cho. Ui, sao cá bao nhiêu xíu em? Ui, bao nhiêu xíu à. Nè, kinh nghiệm anh chỉ cho là nếu mà đến giờ câu mà em câu mà thấy bóng nhỏ em bỏ nha. Bỏ đi rồi em sẽ lấy cái bóng bự hơn. Đó. Nói chung là cái bóng mà bự hơn cái bóng hồi nãy em thấy luôn á, cái quẩy đuôi hồi nãy anh chỉ á, em câu được á, bự hơn con đó luôn. Ui, em câu được con cá đăng đao kìa. Ui, anh cũng đâu được con. Ê. Công nhận. Tiền. 161 tiền. Em 166. Trời, hơn mình tí nhưng mà hai chồng mình công nhận. Câu được giống nhau mới ghê chứ. Hay thiệt. Thời gian đã tới. Cuộc thi xin phép được bắt đầu. Thả cần lên. Rồi, để xem coi là như thế nào đây. Chỉ có 2 phút thôi em ơi. Mình phải cố gắng em ơi. Lên nè, lên nè. Rồi xong con cá chép này anh về anh chiên xù cho em ăn luôn, chịu không? Cũng chán. Vậy ăn mừng luôn, mệt quá tức thiệt chứ. Nó nhấp thì lâu mà nó đã cùi rồi mà nó còn bị đặt chép lâu nữa. Thiệt tình á. Rồi, vô nè. Trời mà này mà ra bóng bự cái nữa chắc anh xỉu luôn quá. Tại vì em chưa có con này. Ủa nó khoe cá kìa. Cá heo kìa. Nhưng mà cá không có hồng, chắc là lát người ta mua sơn về người ta sơn lên cho nó hồng. Rồi, không có em ơi, buồn quá. Vẫn còn mới 17 à, 17, nãy giờ là 17. Còn nãy giờ á, chuẩn bị qua 18 rồi. Những giây phút cuối cùng rồi đó. Giờ cái này mà em thả ra, lên cá gì em cứ giật lên nha. Những giây phút cuối cùng rồi, bây giờ không biết là ra cái gì đây. Để em xem coi, đây con cuối cùng của anh nè. Ui, sơn lên luôn hệ của kệ em ơi. Vừa mới nói là sơn lên xinh hơn. Sơn lên này em hồng luôn kìa. Ôi, nói đó em, con nói đó. Cá chép được. Lát về anh chiên xù huynh cung bánh tráng anh ăn. Tức quá mà. Để xem coi. 9 là 19, không phải con này. Cũng có một con cá chép 4 số 9 luôn. Nhưng mà không phải là con này. Ôi em lên cái gì cá tuế rồi hết giờ em ơi. Chỗ này nó kỳ quá các bạn ơi. Câu cá mà bán thì nó lại không theo thứ tự. Nó cứ cho mình là sắp từ thấp đến cao rồi. Cá là sao các bạn. Nói chung nó theo thứ tự sao á. Mình cũng không biết nữa. Thôi bây giờ anh quyết định vậy. Nói chung là hòa được chưa. Hai tụi mình hòa. Thôi em chịu đâu, lấy thắng là anh sao. Ôi chứ giờ anh biết sao giờ. Giờ bán không theo thứ tự. Thôi em nói giỡn thôi chứ. Giỡn hả? Em với anh câu cũng ngang ngang mà. Ừ, giờ nè cho các bạn đánh giá luôn là nãy giờ hai chồng mình câu á, các bạn thấy coi là ai thắng ai thua. Theo như mình nghĩ chỉ là ngang nhau thôi, tại vì mình câu được con cá sấu mõm dài, vợ mình cũng câu được mà. Chào mọi người con gái em ơi. Rồi bây giờ mình tìm cái chỗ nào mình đứng trước cái chỗ này cho nó sang chảnh nè. À, đứng chế chiếc siêu xe nè đó. Để cho đấy. Siêu xe đi cho. Đấy. Siêu chảnh.
Rồi và cảm ơn các bạn đã xem video này. Và nếu thấy hay đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ cùng với xem bằng công dung cao. Nếu các bạn nào muốn hộ mình nha. Và ngày hôm nay hai vợ chồng mình câu cá, đó là kết quả hòa nhau nha các bạn. Tại vì hai người đều câu cá quá ghê. Rồi và cảm ơn xem và hẹn gặp lại các bạn ở lần sau. Bye bye.